minh chứng chứng minh cho tình yêu của đôi bạn trẻ đến ngày giờ cơn hoa kết trái. Chắc chắn chính là toàn thể các cụ, các ông, các bà, chúng ta cùng bạn trong hôn trường dưới của họ là trai chúng tôi ngày hôm nay, cùng chọn cho mình, cùng tìm cho mình một chỗ ngồi trái ưng ý để chuẩn bị dự kiến buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ Ngọc Hùng và Thúy An trong buổi trưa ngày hôm nay. Chắc chắn chính là toàn thể của quý vị ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các ông, các bà cùng những cô chú chú bác bạn bè đang theo dõi đứng gần xa. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng trở vào bên trong những màn đối của gia đình đã chuẩn bị sẵn và cùng chứng kiến những giây phút hạnh phúc của các đồng chí trẻ trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Vâng, trong hôn trường cưới của bạn nhà trai chúng tôi ngày hôm nay còn rất nhiều những hàng ghế trống. Và đại diện xin phòng kính mời toàn thể các cụ, các ông, các bà cũng như các cô dì chú bác, các bạn trẻ nam nữ thanh niên hãy cùng vào trong hôn trường cưới của bạn nhà trai ngày hôm nay, chung chọn cùng tình cho mình một chỗ ngồi thật ưng ý đi ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, và một lần nữa xin được thay lời cho gia đình sang dòng phóng tay hân hoan chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị, các cô, các cô bà cũng như cô dì chú bác, bạn bè nam thanh nữ tú gần xa. Xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng trở vào bên trong gia đình, cùng ăn trầu uống nước và chờ đợi trong ít phút với những giây phút hạnh phúc của cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng mời toàn thể quý vị. Vâng, xin được chuyển lời gia đình hoàn nhà trai, xin được chuyển lời cô dâu chú rể tại các bàn trà bàn tiệc. Trân trọng được kính mời toàn thể các cụ, các ông, bà chúng ta cùng xơi trà xuân thu thêm nước để đợi trong một ít phút nữa thôi thì lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Ngọc Hùng và Thúy An sắp được diễn ra tại hôn tiệc cưới của hoàn nhà trai. Kính thưa toàn thể quý vị, diện diện của toàn thể quý vị, các cô ông, các bà cũng như toàn thể cô dì chú bác, bạn bè nam thanh nữ tú trong ngày hôm nay là niềm vui, niềm hân hoan và niềm hạnh phúc trai bên gia đình. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng ngồi lên chỗ ngồi, cùng ăn trầu uống nước và chờ đợi trong ít phút với những giây phút hạnh phúc của cô dâu chú rể trong ngày cưới hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Vâng, xin được trân trọng ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn hoàn nhà gái cũng như bác trưởng đoàn hoàn nhà trai cùng với lên với trung tâm hôn trường cưới của hoàn nhà trai ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời hai bác ạ. Xin mời bác trưởng đoàn hoàn nhà trai hãy đứng cạnh cô chú rể ạ. Mời bác trưởng đoàn hoàn nhà gái đứng cạnh cô dâu ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa các cô, các bà cũng như cô dì chú bác, bạn bè nam thanh nữ tú trong ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng ăn trầu uống nước và với những niềm vui, niềm hân hoan và niềm hạnh phúc của gia đình của cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Xin diện của toàn thể quý vị là một động viên rất lớn cho hai bên gia đình. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng giao lưu trong chương trình chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể trong ngày cưới tại lễ thành hôn bên gia đình hoàng nhà trai. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, lần đầu tiên cho phép nam MC Việt Hà và nữ MC Thanh Hòa xin được hân hoan chào đón sự hiện diện của toàn thể các quý vị khách quý, các cụ, các ông, các bà đã và đang có mặt tại gia đình hoàn nhà trai tại tổ 19, khu cao đài, phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để long trọng dự buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ, trai tài, gái sắc, chú rể Ngọc Hùng, sánh duyên cùng cô dâu Thúy An. Mong muốn những tình cảm yêu mến, những tràng pháo tay nồng nhiệt của toàn thể quý vị đi ạ. Toàn thể quý vị, đúng là ai chắp cánh cho chiếc bay về tổ, ai mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau. Và hôm nay đây, ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, của gia đình quan phiên hai họ, lễ thành hôn của đôi bạn trẻ đã được đơm hoa và kết trái. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, khách quý, vâng đúng là nhạc. Vâng đúng là điều mà vội mà vàng, mà vấp đá mà quàng phải dây, dừng chân ghé lại nơi đây. Đá đầu mà vấp, xây đầu mà quàng. Vâng đúng là. Kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, vâng. Cầu bắc để người qua sông, chứ ai cầu bắc để mà lội sông. Vâng, hôm nay Hùng đã lớn khôn, được ăn quả chín, nhớ ơn người chồng. Mà câu cha thì như núi Thái Sơn, mà nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Trân trọng được kính mời quý vị hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để chứng kiến đôi tân lương đẹp nhất trong ngày hôm nay ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, trong niềm vui, niềm hân hoan và niềm hạnh phúc gia đình, và có lẽ rằng tình yêu của cô dâu chú rể được toàn thể quý vị và các bạn trong ngày vui hôm nay chấp cánh cho cô dâu chú rể ngày hôm nay nên duyên vợ chồng. Kính thưa toàn thể quý vị, trong niềm hân hoan và niềm hạnh phúc ngày hôm nay, đại diện cho hai bên gia đình có
các cụ ông, các cụ bà cũng như toàn thể cô dì chú bác, bạn bè nam thanh nữ tú gần xa của gia đình quan viên hai họ bốn bên đã cùng trở về đây và dự buổi lễ thành hôn của cô dâu chú rể trong ngày cưới hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, và trên sân khấu của ban tổ chức chúng tôi ngay lúc này đó là hai bác đại diện cho hai họ hai bên gia đình, và ban tổ chức chúng tôi cũng xin được trân trọng tuyên bố lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Ngọc Hùng, Thúy An. Thúy An, Ngọc Hùng chính thức được bắt đầu. Kính thưa toàn thể quý vị, và ban tổ chức chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu và trao dâu. Xin được trân trọng mời bác. Kính thưa hội hôn, kính thưa đây là người đồng họ nhà gái, tôi là bác của cháu An và cũng là đại diện cho họ nhà gái. Ngày hôm nay là được ngày lành thương tốt, họ nhà gái đã tổ chức đôi dầu lên để xin cháu về đông con. Thì tôi xin giới thiệu là hôm nay đưa cháu về đến đây để làm dâu con gia đình họ nhà gái thì cũng có bác, bá, cô dì, các em, các anh, các chị đều đưa cháu về đây rất đông đủ. Về đến đây được đón tiếp thật là nồng nhiệt. Trước tiên tôi thay trong mặt cho họ là xin giao chính thức giao cháu An ở gia đình nhà gái từ đây chỗ này. Tôi chỉ mong hai họ đoàn kết, đưa lấy sức khỏe để vui lắp cái hạnh phúc này lâu dài. Tôi xin cảm ơn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, xin cho tay thật lớn toàn thể quý vị đi ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn bác đại diện cho gia đình họ nhà gái. Đúng là bên gái hân hoan mừng rể thảo, bên trai vui vẻ đón dâu hiền, dâu hiền lên gái, rể hiền lên trai. Bác chúc hai con sống bên nhau hạnh phúc vun tròn. Xin được cảm ơn lời phát biểu vàng ngọc của bác đại diện cho gia đình họ nhà gái. Vâng, nhà gái thì ta có ý kiến rồi, bên trai thì ta cũng có đôi câu đáp từ. Xin được trân trọng kính mời một bác trưởng đoàn họ nhà trai cũng đại diện cho gia đình, cho dòng tộc của họ nhà trai lên có lời phát biểu ý kiến và nhận dâu. Trân trọng được kính mời bác. Kính thưa các ông, các bà, các cô dì, cô bác, anh em bạn bè của hai cháu Hùng và An, hôm nay là ngày lành tốt, gia đình hai bên đã tổ chức cho hạnh phúc cho các cháu. Thay mặt gia đình nhà trai chúng tôi xin chân thành cảm ơn họ nhà gái đã cùng nhà trai chúng tôi để đón cháu An về làm dâu con cho gia đình. Và sau đây là xin phép hội hôn cho cháu An và cháu Hùng lên bàn thờ tiên để kính bái và kính thỉnh các tổ tiên. Từ giờ phút này là cháu An làm dâu con trong gia đình chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, đúng là ăn trầu thì ta lại nhớ đến vôi, khen ai nung nấu cho vôi mặn mà. Đôi câu phát biểu gọi là để cho đôi lứa mặn mà yêu nhau, mà yêu nhau thì bởi lá trầu cau, yêu nhau yêu đến mai sau trọn đời. Vâng, xin được cảm ơn những lời nói vàng ngọc của bác trưởng đoàn trai cũng như bác trưởng đoàn gái ạ. Vâng, kính mời hai bác hãy bước lên phía trên một chút ạ. Vâng, hai bác hãy trao cho nhau một cái bắt tay ạ. Vâng, mong rằng hai bác cũng như các cụ, các ông, các bà ở trong hội trường cưới ngày hôm nay sẽ mãi là nhịp cầu để gắn kết tình yêu của đôi bạn trẻ lại với nhau ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn hai bác rất nhiều và xin mời hai bác sẽ cùng trở xuống phía dưới uống nước và tiếp tục chứng kiến những giây phút hạnh phúc của cô dâu chú rể trong ngày cưới hôm nay. Vâng, vừa rồi bác trưởng đoàn hòa nhạc gái đã lên có lời phát biểu ý kiến và làm lễ giao dâu. Bác trưởng đoàn hòa nhạc trai đã nhận cờ trầu xin dâu, bác nhận cô dâu. Vâng, xin được xin phép các cụ, các ông, các bà để cho cô dâu quý chú rể vào trong nhà làm lễ gia tiên, kính lễ tổ đường. Xin được trân trọng kính mời mẹ của chú rể hãy ra nhận cô dâu của mình và đưa lên trên nhà làm lễ gia tiên, kính lễ tổ đường ạ. Vâng, và cô xin được trân trọng kính mời bác đại diện cho gia đình họ nhà trai cũng đưa hai cháu trở vào phía trong nhà thắp hương làm lễ gia tiên, bái lễ tổ đường để tổ tiên thêm được chứng kiến cho đôi bạn trẻ được nên duyên chồng vợ, được sống với nhau trăm năm hạnh phúc. Kính thưa toàn thể quý vị, đúng là miếng trầu là miếng trầu tên, và ngày hôm nay trong niềm hạnh phúc của gia đình và